chào quý vị và các bạn. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại nhà máy VinFast ở Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Thì hôm nay tiếp tục đánh dấu một cái cột mốc quan trọng của VinFast khi những chiếc VF8 đầu tiên, một mẫu xe ô tô điện toàn cầu của VinFast sẽ chính thức xuất xưởng và bàn giao đến những khách hàng đầu tiên tại Việt Nam. VF8 là một chiếc ô tô điện được thiết kế theo phong cách SUV và đáp ứng rất là đa dạng các nhu cầu của khách hàng tại Việt Nam. Hiện tại thì đã có rất nhiều khách hàng đặt mua cái mẫu VF8 này. Và ngay sau đây, chúng ta hãy gặp gỡ một số khách hàng đã đặt mua VF8 để lắng nghe xem vì sao họ lại chọn mẫu xe này. Thực ra là tôi cũng đã từng sử dụng xe VinFast xăng rồi, cho nên là về chất lượng của hàng Việt Nam là tôi rất tin tưởng. Cho nên là khi mà VF8 ra là tôi đặt ngay đầu tiên. Đó. Cũng như là tất cả nhiều người, đây là cái tương lai của di chuyển. VinFast VF8 là một cái xe điện mà hoàn toàn mới, một cái xe thông minh, và đây là một cái xe của tương lai. Và bản thân như tôi là đi rất nhiều các loại xe, nhưng mà đến bây giờ tôi nghĩ rằng xe điện là cái xe mà cuối cùng mà tôi sẽ lựa chọn. Và bản thân là tôi đã được đi thử các loại xe điện như là Tesla hoặc là những cái xe VF34, thì tôi thấy rằng là trong thời gian đi thử thì nó rất mau chóng làm cho người ta nghiện. Và vì các tính năng của nó, tính năng thông minh cũng như là di chuyển nó rất là êm. Một cái xe hơi mà động cơ thì có thể ban đầu ta không có cảm giác có tiếng động cơ, nhưng đến khi mà chúng ta đi xe điện quen một thời gian ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái cảm giác động cơ nó chỉ là một phần nhỏ trong cái cả cái quãng đường di chuyển. Nó cần một cái xe mà nó có các cái tính năng thông minh, có cái tính năng hỗ trợ lái, và đặc biệt là nó rất êm và rất an toàn. Từ xe xăng chuyển sang xe điện thì nó mới mẻ, nhưng mà mình đã thấy cách đây một năm thì bên VinFast đã bàn giao VF34. Thì nó cũng có những cái lỗi nhỏ, đa số là mình thấy là những lỗi của phần mềm không à. Rồi chứ phần cứng thì mình chưa thấy bị một cái lỗi nào mà anh em nêu ra. Thì phần mềm thì mình có thể mình update hoặc là mình khắc phục được. Thì như chiếc VF8 thì mình đã trải nghiệm và lái thử. Và cách đây một tuần thì mình đã trải nghiệm ở tại nhà máy VinFast này là công nghệ ADAS. Thì mình thấy nó rất là hay, và hầu như là những cái lỗi xe mới mà mình từ xe xăng chuyển sang xe điện chắc chắn là phải có. Nhưng mà để mà khắc phục như thế nào và hoàn thiện như thế nào mới là điều đáng mừng. Thực ra cái xu hướng về sống xanh và cái bảo vệ môi trường cũng như là các cái phương tiện mà chạy ứng điện thay thế cho các cái hình thức khác như xăng dầu hay là thì đấy là một cái xu hướng toàn cầu rồi. Thì ngay khi mà biết VinFast ra xong dòng xe điện thì mình đã đăng ký ngay. Sau khi đặt cọc và chờ đợi hàng tháng trời thì đến hôm nay những khách hàng đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức nhận được những chiếc VF8 đầu tiên. Thì cảm xúc của họ như thế nào và họ có gì hài lòng cũng như chưa hài lòng về VF8? Thì rất là may mắn là nằm trong top khách hàng đầu tiên được nhận xe VF8 của VinFast. Với cá nhân tôi thì tôi rất thấy là vui, rất là vui và không ngờ lại nhận nhanh như vậy. Đấy. Hôm nay ra nhìn thực tế thì các bạn cũng nhìn thấy rồi, nên là rất tuyệt vời. Đấy, và được sự đón nhận không phải chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người xung quanh thì đều cảm thấy là cái màu xe là rất đẹp so với những cái mà tôi đã nghĩ. Thế nhưng là rất hài lòng về thứ nhất là ngoài về hình thức, thứ hai là về nội thất, và thứ ba là cái việc là cảm giác lái của xe rất là tuyệt vời. Thế cái giá phù hợp với xe rồi, tôi thấy là giá là hợp lý, là cũng không đến mức quá cao so với các dòng xe khác, và đặc biệt là dòng xe điện đầu tiên của Việt Nam đấy. Hiện tại thì cái việc mà chưa hài lòng thì chưa trong quá trình sử dụng nhiều, cho nên là tôi cũng chưa có cái gì đó để đưa ra được cả. Thật sự là đây là một cái xe vô cùng đẹp. Ở cùng cái phân khúc này, tôi nghĩ đây là một trong xe mà có lẽ được thiết kế tỉ mỉ và đầy đủ nhất, và nó đúng vào một cái phong cách thiết kế hiện đại, một cái phong cách của xe điện mà nó có thể là rất mới mẻ. Đến bây giờ thì mình chưa có trải nghiệm nhiều, cho nên là những cái mà chưa hài lòng thì là mình chưa có đánh giá được. Còn những cái hài lòng thì ở đây là mình là nhận xe quá sớm. Một trải nghiệm rất là tuyệt vời và cũng cảm thấy rất tự hào khi mình là người Việt Nam, mình sở hữu một cái chiếc xe điện đầu tiên của một cái hãng xe của Việt Nam sản xuất ra. Thực ra mình thấy ở ngoài mẫu xe VinFast đẹp hơn, thậm chí là mình còn đẹp hơn so với mình xem ở trên các cái bản demo chạy và được trải nghiệm sờ vào cái da. Vì là mình đặt cái bản là màu trắng và da Nappa nâu. Đấy thì sờ cảm nhận rất là thích.
Với đặc trưng của ô tô điện thì những khách hàng sử dụng ô tô điện này có kỳ vọng như thế nào về hệ thống tạm sạc cũng như dịch vụ sau bán hàng? Tin chắc rằng là với cái tầm nhìn và đầu tư của VinFast thì trong thời gian tới các trạm sạc sẽ rất là nhiều. Bản thân những cái người mà đi xe điện như chúng tôi đã từng đi thì tôi thấy rằng là cái việc phát triển trạm sạc nó cũng rất quan trọng. Tuy nhiên là từng cá nhân đi xe VinFast điện thì họ vẫn đều có cái chủ động cái việc mà tự sạc, có thể sạc ở nhà hoặc sạc ở bất kể nơi nào có thể, chứ không nhất thiết là phải có trạm sạc thì chúng tôi mới di chuyển được. Về chính sách của VinFast thì qua theo dõi trong rất nhiều năm, từ khi VinFast ra đời đến giờ thì tôi thấy rằng là cái chính sách hậu mãi họ rất là tốt, và đặc biệt là những người đã sử dụng VinFast thì mọi người đều rất hài lòng. Và cá nhân tôi đã từng sở hữu 4 cái xe VinFast cho nên là tôi cảm thấy rất hài lòng khi mà sở hữu nó. Tôi mong rằng là tất cả những cái service của VinFast thì đều là sẽ mang lại cho người dùng Việt Nam và cho thế giới là mọi cái đều nó đầy đủ và nó tiện nghi nhất. Theo mình thấy thì đến bây giờ những cái chạm sạc của VF8 mọc rất là nhiều, và sắp tới bên VinFast thì họ sẽ ký với liên kết với những chạm xăng Petrolimex hay là BOV á, thì là cũng là khá là nhiều. Và ngoài ra những cái chạm sạc bây giờ mình cũng đã biết được thì ngày càng thấy nhiều hơn thì nó sẽ là một cái lợi thế nữa. Hiện tại như mình biết thì cũng có những cái trạm sạc của VinFast lắp đặt, tuy nhiên là cũng hy vọng là VinFast có thể triển khai nhiều những trạm sạc ở các cái khu chung cư, các cái khu dân cư gần hơn để cho người tiêu dùng có thể sử dụng cách tiện dụng hơn. Vì như ở bên hiện tại là như mình ở Trung Hòa Nhân Chính thì cũng chưa có những cái khu trạm sạc gần, mà cũng có thể phải ra khu những cái khu mà xa hơn á. Đấy, thì hy vọng là ở ngay những khu chung cư ở mình cũng có được những cái trạm sạc của VinFast luôn. Vừa rồi là những cảm nhận ban đầu của những khách hàng đầu tiên tại Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới nhận được chiếc VinFast VF8. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của Thanh Niên.